đón nghe bài thơ Tặng Người Nghệ Sĩ, Tặng Anh Chị Ngọc Dung của tác giả Mai Hồng Lĩnh qua giọng diễn ngâm của Mai Họ. Anh Dung Trình không lên hồ thác, cảm ơn anh chế tác anh thơ. Bạn bè phây đời chờ anh lên trên núi nghe thơ thác bà. Bàn tay ngọc quả là tuyệt mỹ, anh qua tay một tí là xong. Thơ đăng trên ảnh song song, ảnh thơ lưu giữ những dòng thơ sinh. Xin cảm tạ ân tình nghệ sĩ, vì bạn bè quên nghỉ quên ăn. Tặng cho bạn hữu hàng trăm bài thơ trên ảnh không thông không mở. Nơi hồ thác vẫn chờ anh đó, Trình Ngọc Dung anh có để em với anh chăng dòng tặng người nghệ sĩ.